Em Tình Yusuka Việt Nam, địa chỉ số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Buổi tối ngày hôm nay thì em Tình mới vừa đi bắt được một em cọp siêu lướt rất là mới anh chị nhá. Thì em vừa bắt về xong, trời Hà Nội thì cũng đang mưa vào buổi tối thì chiếc xe nó rất đẹp và rất là mới. Thì chiếc xe này về em Tình không cần phải làm gì cả luôn anh chị nhá, không phải sơn si, không phải đánh bóng gì cả, em chỉ cho rửa qua nước lã và đánh nội thất thôi. Thế nhưng mà chiếc xe này thì em vừa mới cập bến tại cửa hàng, vừa mới lên cửa hàng thôi, thì em cũng vội là lên một clip nhanh ngắn để giới thiệu quý anh chị và chào bán một em Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo bản cao cấp nhất. Xe được trang bị ngoại thất màu trắng, nội thất kem, sản xuất đăng ký là tháng 7 năm 2020, và xe đăng ký tên biển số Hà Nội, một chủ từ mới. Thì sau đây em mời quý anh chị cùng em điểm nhanh một lượt quanh chiếc xe này để anh chị em có thể cảm nhận được về cái chiếc xe siêu lướt đang có mặt ở cửa hàng em nhé. Và chiếc này thì em Tình khẳng định cam kết với tất cả các bác, đồng hồ chuẩn zin 2,5 vạn, size km tặng các bác 1 triệu luôn một cây, cứ thế mà nhân lên giúp em nhé. Đó, bản turbo này thì nó là bản cao cấp nhất rồi, trang bị rất nhiều option, kèm theo thì bác chủ đã lên được một cục đồ chơi. Cái này thì em chắc là em tí nữa em phải liệt một cái danh sách tờ A4 để các bác cùng xem với em. Thì những cái mà anh em mình có thể nhìn thấy được mà bác chủ đã độ ở trên cái chiếc xe này thì ngay bằng mắt thường thôi mình cũng có thể nhìn thấy, như là bậc lên xuống này, dán kính cách nhiệt cho xe này, thảm sàn 5D này, cam 360 này, đó, và một số cái nhỏ nhỏ nữa thì tí nữa anh em mình sẽ xem thêm. Còn chiếc xe này thì em khẳng định các bác, cam kết với các bác là xe rất đẹp và rất mới, chạy chuẩn 25.000 km, full lịch sử bảo dưỡng hãng, tên biển số Hà Nội, một chủ từ mới, đó, và sản xuất đăng ký là tháng 7 năm 2020 các bác nhé. Đó, em vừa đi bắt về thì cũng chưa kịp dọn gì, thì ngày mai em sẽ dọn sạch sẽ lên full hình với giới thiệu các bác luôn. Đây, xe được sản xuất đăng ký 2020, nốt nguyên zin cả dàn, sơ cua chưa hạ các bác nhé, rất là mới. Trong cái tầm tiền SUV 5 chỗ crossover này thì Hyundai Tucson là một cái lựa chọn cực kỳ là hợp lý ở cái tầm tiền cũng như là cái form dáng và cái tính năng của nó đi rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, cực kỳ giữ giá nữa, Tucson rất đẹp. Đấy, những cái chi tiết này thì bác chủ cũng đã ốp mạ bọc carbon hết rồi, chống xước hết rồi các bác nhé. Từ bậc lên xuống này, tất cả những cái chi tiết này là ốp hết rồi. Đây, thẻ nhắc bảo dưỡng đầy đủ đây các bác nhé. Đang nhắc bảo dưỡng ở mức là 3 vạn này, các bác mua về thì đi 5.000 cây nữa là thay dầu. Và cái vô lăng này thì bác chủ chơi cũng hơi khác người một chút, đó là người ta thì thường bọc vô lăng ra thôi, nhưng đây bác chủ chơi khâu luôn, rất là cá tính nhé các bác nhé. Đấy, vô lăng tích hợp và đàm thoại rảnh tay Bluetooth, điều khiển giọng nói, cruise control đầy đủ hết, đèn auto. Đây, chỉ số km này, 25.221 km. Chiếc xe này thì bác chủ vừa mới bảo dưỡng thay dầu thôi, nên các bác về không phải bảo dưỡng thay dầu gì cả các bác nhé. Đấy, bác chủ lắp thêm cam 360 cho xe này, đấy. Cảm biến gạt mưa tự động này, gương chiếu hậu chống chói nhá, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng độc lập luôn cho các bác này, đấy. Sấy kính lái này, sấy gương này, gió trong gió ngoài, điều hòa auto này, đấy. Chế độ lái Dramot phanh tay điện tử này, chế độ an toàn auto hold này, cảm biến lùi này, hỗ trợ đổ đèo ngang dốc, kiểm soát hành trình theo tốc độ này. Rất nhiều option đúng không ạ? Ghế chỉnh điện anh chị nhá. Đấy, cửa sổ trời panorama luôn nhá anh chị nhá. Nội thất màu kem rất mới, anh chị có thể xem này, 2,5 vạn zin, má ghế căng đét. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Anh chị mua chiếc xe này thì em Tình khẳng định là anh chị mua sẽ tiết kiệm được một khoản tiền rất là hợp lý so với anh chị bỏ tiền ra mua xe mới nhá. Biển Hà Nội sẵn rồi, bác nào cần xe đi luôn, có xe đi luôn. Đó, và bác mua xe này thì cũng tiết kiệm luôn tiền sang tên, biển sẵn Hà Nội rất tiện đi lại từ các bác tỉnh cho đến Hà Nội rồi. Đấy, lốp zin cả dàn, đây sơ cua đây các bác nhé. Em Tình thì chỉ bán xe đẹp thôi, cam kết trên mọi phương diện. Đấy, và nhất là em Tình thì lại cực kỳ hỗ trợ các bác nào ra xe trên toàn quốc luôn, hỗ trợ thủ tục trả góp ngân hàng và giá trị vay cao đến 70% giá trị xe. Kèm theo thì nếu như bác nào có nhu cầu đăng ký sang tên hay là rút hồ sơ gốc thì em Tình vẫn hỗ trợ nhiệt tình nhá. Đấy, xe thì mua của Yusuka Việt Nam đỉnh cao xe nước thì các bác hoàn toàn không cần phải hỏi em về chất lượng xe là có đâm đụng tai nạn hay không, bởi tất cả những thứ đấy là em Tình cam kết đảm bảo cũng như là bảo hành cho các bác về 1 năm cũng như 1 vạn km tùy theo điều kiện nào đến trước nhá.
về máy móc động cơ số. Đấy, rất là yên tâm. Bởi bên em bán cho các bác thì luôn luôn cam kết bằng văn bản rõ ràng chi tiết là xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích, máy móc động cơ số nguyên bản, giấy tờ pháp lý minh bạch, sang tên không tranh chấp và không phản nguội. Đấy. Các bác mua xe hoàn toàn được check ở bất kỳ đâu. Nếu như phát hiện ra lỗi là em Tình sẽ nhận lại xe, hoàn lại tiền. Và chiếc này em Tình sẽ cam kết cho bác các bác là đồng hồ chuẩn km zin 2,5 vạn km. Đấy. Ok, với chiếc này thì em cũng làm clip ngắn ngắn vậy thôi. Thì hẹn các bác một ngày tới em sẽ spa đẹp sạch sẽ lên, thì em sẽ lên full hình, quay chi tiết tổng thể nó bắt mắt hơn đấy các bác. Và nếu như bác nào muốn chốt nhanh chiếc xe này thì em sẽ để giá rất tốt, bởi vì em mới vừa lấy về buổi tối ngày hôm nay thôi. Em đang chào bán chiếc xe này với giá là 859 triệu đồng. Mọi chi tiết thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Tình qua số line em để trên phần mô tả, đó là 0911 666 325, và số thứ hai của em nữa là 0913 567 328. Anh chị cứ kết bạn Zalo với em nhé. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết nội thất cũng như giấy tờ và chốt cho anh chị cái giá bán tốt nhất. Đến đây thì em Tình cũng xin được tạm dừng video và hẹn gặp lại anh chị ở những clip mới, và hẹn gặp anh chị ở một clip mà chiếc xe đã được spa sạch sẽ, đẹp đẽ, thơm tho, chỉ chờ anh chị đến chốt thôi. Xin chào anh chị nhé.